Security mang lại cho Ngọc sự tự tin đối với cuộc sống, cho Ngọc một cái sự nghiệp có thể nói là một cái sự nghiệp đỉnh cao. Là một đại sứ MDRT thì tôi luôn luôn có một cái tinh thần nhiệt huyết, mạnh mẽ, cháy hết mình với công việc, và tôi luôn giúp cho tất cả những cái tư vấn ở văn phòng tạo ra thật nhiều những hoạt động chăm sóc khách hàng, làm công việc thiện nguyện, và đặc biệt là đưa ra cho các cái tư vấn có những cái kế hoạch để thực hiện hoàn thành mục tiêu MDRT. Ba động lực lớn nhất của Ngọc đối với nghề bảo hiểm đấy là đó là sự tự tin mang lại những điều tốt đẹp nhất đến cho khách hàng, cũng như là để mình có một cuộc sống, gia đình mình cũng có một cuộc sống làm sao mà trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất. Với đại lý bảo hiểm thì tôi cũng nói luôn là các anh chị cũng phải cố gắng, cần cù, chịu khó và chăm chỉ để mình có mục tiêu rõ ràng để mình đạt được cả danh hiệu MDRT. Mình sẽ đặt mục tiêu cho mình là hoàn thành MDRT 2021 vào quý 3 của 2020 ạ. Tôi sẽ cố gắng gắn bó với nghề, dành hết tất cả tâm huyết để trở thành MDRT trọn đời của AAA. Đã là đại lý của AAA thì sẽ phải là MDRT. Tôi chắc chắn sẽ là MDRT 2021 của AAA và sẽ là MDRT trọn đời tại AAA.